Phải chăng việc kiểm soát tư tưởng trong chế độ công an trị tại Việt Nam còn tệ hơn cả ở Trung Quốc? Trong những ngày gần đây, cả con máy chính trị Việt Nam đang phát cuồng vì câu chuyện nam sinh viên vô địch tháng 1 năm 2023 tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh vừa bị công an tỉnh Yên Bái triệu tập vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản, coi Đảng là thế lực xấu, chỉ biết lừa gạt dân. Không chỉ nhiều cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội công kích, chỉ trích nặng nề nam sinh này, mà cả hệ thống chính quyền của tỉnh Yên Bái đã khẩn trương đưa công an vào cuộc để mà răn đe, trấn áp nam sinh. Câu chuyện vừa kể trên đã làm cho mạng xã hội nổi sóng trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc khi một nam sinh chưa đủ 18 tuổi dám nói lên suy nghĩ và ước mơ của mình cũng bị ném đá, bị tấn công không thương tiếc. Và không hiểu vì lý do gì, cả hệ thống truyền thông số đồ sộ của nhà nước đã đồng loạt cáo buộc và coi đó là sự vô ơn của nam sinh này với Đảng. Nhiều ý kiến ngạc nhiên tại sao các tổ chức truyền thông và cá nhân có tên tuổi lại không phân biệt được sự khác biệt giữa đất nước, dân tộc với đảng chính trị độc tôn. Đây là hệ quả của một nền giáo dục nhồi sọ trong một thời gian rất dài. Tại sao việc biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là quyền con người lại bị cáo buộc là vô ơn với Đảng, một tổ chức chính trị? Nam sinh Chu Quang Vinh lớn lên và trưởng thành là nhờ ơn cha mẹ nuôi dạy, chứ tại sao phải mang ơn Đảng hay chính phủ, cũng như bộ máy của nhà nước đang ăn lương chính là tiền thuế của người dân đóng cho họ? Chính quyền tỉnh Yên Bái đã quên rằng bộ máy Đảng và nhà nước, chính quyền đều tồn tại bằng những kinh phí và đóng góp của người dân cả nước. Bản thân ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói rằng nếu chính phủ làm không tốt để phụng sự nhân dân thì người dân có quyền đuổi chính phủ. Vậy tại sao những kẻ trong bộ máy chính quyền lại có thái độ vô ơn với người đóng thuế nuôi mình như vậy? Hơn cả hệ thống chính trị độc đoán nhất thế giới như Trung Quốc, Việt Nam một quốc gia với thể chế công an trị, ở đó người ta còn mong muốn kiểm soát cả tư tưởng và suy nghĩ của người dân. Nhà văn đại tá công an Thái Kế Toại, cựu trưởng phòng an ninh văn hóa cục A25 của Bộ Công an, nay đã nghỉ hưu, đã đưa ra bình luận này. Đại tá Toại liên hệ với công chuyện như Thu Cúc đi kiện ở Trung Quốc để so sánh với sự trưởng thành của ý thức pháp luật về quyền sống, quyền được bảo vệ của một phụ nữ, thân phận nhỏ bé trong xã hội Trung Quốc, để so sánh với sự hủ bại ở xã hội Việt Nam hiện nay. Theo giới phân tích, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh chỉ là thực hiện một trong những quyền tự do được nói ra những gì mình suy nghĩ. Và xã hội chỉ phát triển đúng hướng khi những quyền cơ bản này được ghi nhận và tôn trọng. Những điều này được Hiến pháp Việt Nam thừa nhận và hiến định. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn mập mờ, đánh đồng các khái niệm quốc gia, dân tộc với đảng của họ, tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga đã đưa ra nhận định với đài FA tiếng Việt như sau. Tôi nghĩ đó là một cách nói của họ. Họ luôn nói như thế thì phải hiểu rằng đảng của họ là trên hết. Cái sự đánh đồng đấy là cái mẹo mà không chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà hầu như các chính trị gia kiểu nào họ cũng đánh đồng như vậy cả. Công luận cho rằng chỉ khi nào đảng chấp nhận cạnh tranh chính trị với các tổ chức khác để người tốt hơn để lãnh đạo đất nước thì khi đó mới có một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lúc đó giới lãnh đạo mới toàn tâm, toàn ý phụng sự đất nước, quốc gia và dân tộc. Vì sao quân đội sẽ không để Tổng Bí thư Tô Lâm trụ vững tại Đại hội Đảng lần thứ 14? Những lùm xùm quanh câu chuyện cáo buộc Đại học Fulbright đang chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là câu chuyện không hề đơn giản. Đây không chỉ là sự phản ứng bình thường của lực lượng dư luận viên, vốn là đã lâu nay vẫn hay làm như vậy. Giới phân tích đánh giá, sự ra đi bất ngờ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một khoảng trống quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ trong vòng 73 ngày tính từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước không mấy quyền lực, ông Tô Lâm đã dễ dàng đoạt được chiếc ghế Tổng Bí thư cho thời gian còn lại của Đại hội Đảng lần thứ 13. Hiện nay, ông Tô Lâm đang hướng tới chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội 14 với vai trò Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Ông ôm tham vọng sẽ kiểm soát toàn bộ Đảng, nhà nước, chính phủ cũng như Quốc hội trong lòng bàn tay. Trước khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thực hiện kế hoạch đảo chính không tiếng súng thành công, theo giới quan sát quốc tế, ông ở vị trí tín nhiệm trong Đảng rất thấp. Thậm chí, ông bị số đông lãnh đạo cấp cao đánh giá là không đủ tư cách, đạo đức và phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên đường tiến tới giành lấy quyền lực cao nhất, ông Tô Lâm đã thẳng tay loại bỏ những vị trí lãnh đạo cấp cao, kể cả thành viên nhóm tứ trụ, đó là những ứng viên sáng giá cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 và cả những người thân cận với ông Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và
Trương Thị Mai, trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật rất thân với Bắc Kinh và được ông Tập Cận Bình hết lòng ủng hộ. Ông Trọng được mệnh danh là Thái thú của Trung Quốc, ngồi tại Việt Nam. Vậy mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chẳng thèm vuốt mặt nể mũi, đã tiễn luôn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư, được Tổng Trọng lựa chọn về quê làm người tử tế chỉ sau chưa đầy 2 tuần, khi ông Huệ yết kiến họ Tập vào tháng 4 năm 2024. Theo một số ý kiến, đây được cho là lý do khiến Trung Nam Hải giật dây cho đám tay chân của ông Trọng, còn rất đông trong đảng tìm cách quật ngã Tổng Bí thư Tô Lâm. Thái độ của ông Tập Cận Bình khi đón tiếp ông Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua đã cho thấy ông Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không nhỏ. Mới nhất liên quan đến sự kiện Đại học Fulbright, truyền thông quốc tế đưa ra khẳng định đây là việc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ của đảng thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng. Theo một số nhận định, việc kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang có một sự phóng sự với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục, được cho là đã là phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội Việt Nam. Việc gỡ video vừa kể trên được cho là phép thử, cũng như thăm dò phản ứng dư luận của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến quan điểm đối ngoại với ông Tổng Bí thư. Việc thăm dò này có thể giúp phe cánh quân đội khẳng định quan điểm trung tâm quyền lực phải thuộc về quân đội, chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng như hiện nay. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phải rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội là một bằng chứng về sự bất phục của phe quân đội, không thể chối bỏ. Không phải vô cớ mà có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm sẽ làm Tổng Bí thư trong thời gian 16 tháng còn lại của khóa 13 là điều chắc chắn. Nhưng có làm được Tổng Bí thư tại Đại hội 14 hay không lại là điều chưa chắc chắn. Vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh, mình vô tội. Một trong những chủ đề được công luận quan tâm nhất hiện nay có lẽ là câu chuyện xử lý các sai phạm của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình ông ta. Theo giới quan sát, sau khi cộng đồng mạng chia sẻ các thông tin liên quan đến ông Phúc, ông đã vắng mặt hẳn trên truyền thông nhà nước. Nhưng bất ngờ vào sáng ngày 30 tháng 8, ông Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện trong đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Theo mô tả, phong thái và vị trí đứng của ông Bảy Phúc hết sức lạc lõng, cùng với thái độ xa lánh của các lãnh đạo cấp cao khác trong buổi lễ. Điều này khiến cho cộng đồng mạng không khỏi nghi ngờ về sự thất thế của một chính khách tên tuổi từng vang bóng một thời. Được biết, trước Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong hai lãnh đạo được chọn làm trường hợp nhân sự đặc biệt để tái cử tại Đại hội lần thứ 13. Không chỉ như vậy, theo giới thạo tin, ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách khôn ngoan và nấu cá hơn người, đặc biệt trong việc sử dụng các thủ đoạn chính trị để gây thù, chuốc oán với các đồng chí trong đảng, nhất là mối quan hệ giữa ông Bảy Phúc và phe cánh an ninh tình báo của Bộ Công an, mà ông Tô Lâm đóng một vai trò rất quan trọng. Những sai phạm của ông Bảy Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và chuyển tiền lậu ra nước ngoài trong một loạt các đại án nghiêm trọng như Việt Á và Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Trần Thị Nguyệt Thu đã nhận hối lộ từ bà Trương Mỹ Lan lên tới 100 triệu đô la. Các nguồn tin nội bộ khẳng định hồ sơ điều tra của Bộ Công an về các sai phạm của ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân của ông sẽ được đích danh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự với một số thành viên tứ trụ như ông Bảy Phúc là điều chưa từng có tiền lệ nên hết sức khó khăn. Mới đây, một số thông tin cho biết những ngày gần đây tại Hải Phòng dư luận xôn xao về việc cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gây sức ép để buộc các cơ quan địa phương mở tiệc tiếp đón. Nguồn tin cho hay vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc trên đường đi Quảng Ninh bái Phật cầu an vào buổi chiều ngày 28 tháng 8 đã ghé thành phố Hải Phòng nghỉ ngơi. Khi đó, ông Bảy Phúc đã chỉ đạo cho cựu thư ký thông báo với lãnh đạo Hải Phòng rằng ông Phúc và bà Thu xuống thăm thành ủy và cán bộ thành phố Hải Phòng. Nguồn tin cho biết khi nghe tin này, bí thư thành ủy, chủ tịch Hải Phòng đã đùn đẩy không ai muốn tiếp đôi vợ chồng đang chờ chuẩn bị khởi tố bắt giam. Nhưng bất đắc dĩ, cuối cùng thì cả hai cũng phải mở tiệc tiếp đón. Cũng theo nguồn tin mà Thời báo nhận được, không có điều kiện xác minh, trong buổi tiệc, ông Nguyễn Xuân Phúc dõng dạc tuyên bố như sau. Những việc ồn ào trên mạng thời gian qua là do tội phản động cấu kết với một số lãnh đạo ngành công an biến chất đã cố ý xúc phạm cá nhân tôi và gia đình. Đồng thời, ông Bảy Phúc khẳng định bản thân tôi luôn luôn trong sáng như gương, đề nghị các đồng chí đừng hiểu nhầm và tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền tin tức
vô căn cứ đó. Cũng xin nhắc lại, trong một thể chế chính trị độc tài, độc đảng như nhà nước Việt Nam hiện nay, việc điều hành nhà nước xã hội không dựa vào hiến pháp và pháp luật. Vì thế, việc truy cứu hình sự với Nguyễn Xuân Phúc và bà Phu Nhân là một quyết định hết sức khó khăn với ông Tổng Bí Thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vợ chồng Bảy Phúc vẫn cố gắng thanh minh mình vô tội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.